Xin mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Thủ thuật hay Kỳ Lương trong ngày hôm nay. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái action tạo ảnh thẻ bao gồm là 2 x 3, 3 x 4 rất là nhiều. Thí dụ ở đây, tôi tạo một cái ảnh thẻ là 2 ảnh 4 x 6 này, rồi hình 3 x 4 này, rồi 2 x 3 này. Đó, thì một cái action là chúng ta tạo ra in trên khổ giấy là 15 x cho 10. Đấy. Thì các bạn chúng ta cùng quan sát, tôi sẽ chia sẻ các bạn cách làm như sau. Thì đầu tiên chúng ta phải có một cái action trước nha, action trước. Thì ở đây tôi có một cái action tôi đào sẵn về. Đây, ảnh thẻ chấm ATN nó tầm 7 KB các bạn nha, 7 KB. Thì các bạn có thể download và tải ở dưới phần link mô tả của tôi về ha. Rồi, bây giờ tôi sẽ load cái action lên, tôi vào Windows. Tôi chọn vào là action hoặc các bạn có thể là ấn Alt F9 nó hiện lên. Rồi, chúng ta sẽ mở cái action lên. Tôi click vào Windows rồi ấn Action, rồi tôi vào cái tam giác này, chọn vào Load Action nha, Load Action. Rồi tôi sẽ click vào chữ ảnh thẻ chấm ATN, tôi ấn Load vô. Đây, thì tôi sẽ được một cái Action như trên trên đây là ảnh thẻ 3x4 300 dpi, được không? Thì tôi sẽ tạo một cái file ảnh mới, file new. Tôi sẽ chọn một cái ảnh thẻ ảnh ảnh mới là đơn vị cm. Tôi chọn là 15 nha, nhân cho 10 và 300 pixel nha, 300 dpi. Rồi, nền trắng nha, white. Tôi nó ok. Rồi, ta được một cái file hình mới 15 nhân 10. Tiếp tục ta mở cái file hình thẻ lên nha, mở file hình thẻ. Thí dụ tôi có một hình thẻ như vậy. Open. Đây. Thì trước hết tôi sẽ crop cái hình này ở chế độ là 3x4 trước nha các bạn. Tôi nó vào crop. Tôi chọn vào là size and solution. Tôi chọn vào là cm, tôi chọn là 3 và nhân 4. Rồi, 300 dpi như các bạn, ấn ok. Rồi, tôi ấn drop, ấn enter. Rồi. Sau đó tôi chạy action, tôi chạy action. Ấn play. À, các bạn quan sát. À, tôi ấn ok. Như vậy, bước thứ nhất chúng ta đã được thẻ 3 nhân 4 rồi. Tiếp tục nó hiểu mình là bạn có drop nữa không? Tạo ảnh 4 nhân 6, tôi ấn enter. Rồi. Ta được thẻ 46, tiếp tục ảnh 2x3 này các bạn. Tôi sẽ kéo cái hình lại một tí xíu cho nó cân bằng nha. Rồi, ta enter tiếp, tôi đã ảnh được 2x3. Ta ấn yes. Ta ấn ok. Ok. Rồi, như vậy ta đã click, ta click vào vị trí là move, vị trí này, move tool. Đây. Như vậy chúng ta đã tạo thành công được một cái khung hình 15 nhân cho 10, được không nào? Tốt ảnh thẻ 3x4, 4x6, 2x3. Và bây giờ chúng ta chỉ cần mang cái file này đi in là xong. Rồi, xin mến chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn thành công nha. Bye bye. Hy vọng những chia sẻ này rất hữu ích với các bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để nhận được những chia sẻ tiếp theo nhé.